Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng với gần 130 kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã có công gìn giữ bảo vệ non sông nước Việt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng 130 kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã có công gìn giữ, bảo vệ non sông nước Việt, báo cáo với các bậc tiền nhân sự trở về quê mẹ của bà con kiều bào trên khắp thế giới. Bà con kiều bào đã cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân tham gia hoạt động phóng sinh cá chép tại khu Hồ Sen thuộc khu di tích Hồ Cổ tại Hoàng Thành Thăng Long. Sự kiện có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào ngày hôm nay, 23 tháng Chạp, theo truyền thống tốt đẹp của người Việt là tiễn ông công ông táo chầu trời với ngụ ý cá vượt vũ môn, biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Đây cũng là hoạt động để cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới nhớ về nguồn cội, về văn hóa Việt. Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và thăm di tích Hoàng Thành Thăng Long, một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Thưa quý vị, dự chương trình Xuân Quê Hương 2023 vừa diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với tinh thần cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi và đặc biệt tới các bà con ở Ukraine và các nước châu Âu bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột. Trong không khí đầm ấm, thân tình và phấn khởi đón chào Xuân Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và trân trọng cảm ơn sự đóng góp hiệu quả, đầy tình cảm, trách nhiệm của hơn 5,3 triệu bà con kiều bào ta ở nước ngoài, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cho biết, đây cũng là thời khắc để chúng ta nhớ về mấy năm trước khi dịch bệnh COVID-19 được ví là hàng rào vô hình để ngăn cản chúng ta trở về quê hương, tỉnh thân xa cách. Chính vì vậy, tất cả chúng ta càng trân trọng khoảnh khắc hội tụ bên nhau và cảm nhận sâu sắc hơn tình người, tình quê. Thủ tướng đã thông tin đến bà con kiều bào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước và mong muốn phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, sự đóng góp, sẻ chia, tham gia tích cực của bà con Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực rất quan trọng. Thủ tướng cho biết, tại chương trình Xuân Quê Hương năm ngoái, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng sự quyết tâm của chính phủ phấn đấu thực hiện mục tiêu đường về quê gần hơn. Đến nay, khi đường về quê của bà con đã không còn xa, chính phủ hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam. Qua việc tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, quảng bá về truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa, sự chân thành, thân tình, lòng mến khách của dân tộc Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của chúng ta, nhất là nông sản đến với bạn bè quốc tế. Chúng ta mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam qua việc tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch để thu hút sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cùng với đó là mở rộng hơn nữa các thị trường du lịch tiềm năng, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Với tinh thần cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội ở nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương, Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chính phủ thấu hiểu cái tấm lòng, ước nguyện của bà con. Vì vậy, về những cái kiến nghị thì chúng tôi xin tiếp thu và sẽ có cái làm việc với các cơ quan chức năng để có thể giải quyết được. Ví dụ như vấn đề các anh các chị nói xây dựng thương hiệu, rồi xây dựng vân vân liên quan đến chế độ chính sách thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để tạo cái thuận lợi cho bà con
sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng mà vẫn có thể đóng góp, vẫn có thể gửi gắm tình cảm, rồi vẫn có thể có một phần tài sản. Chúc một năm luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc cũng như là trong cuộc sống của mình. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh các chị em. Ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động, hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện Anh Sơn và xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đến thăm và chúc Tết tại Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng 100 suất quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn và xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, các địa phương cần tiếp tục quan tâm đến các hộ khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau, chia sẻ tinh thần Tết sum vầy, xuân kết nối. Nhân dịp năm mới đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã tặng 200 suất quà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn, 100 hộ có người nhiễm chất độc da cam bị thiệt hại do thiên tai và 20 suất quà cho gia đình người có công trên địa bàn huyện Anh Sơn và xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Thưa quý vị, ngày hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc bà con vùng biên giới tỉnh Kon Tum chào đón dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui vẻ, hạnh phúc. Đồng chí đề nghị tỉnh Kon Tum cần tiếp tục chăm lo tốt đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Mô Rai và 100 chăn ấm cho học sinh. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và tặng 350 phần quà đến hộ nghèo, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đoàn công tác đã đến thăm tặng 200 phần quà tại huyện Lai Vung và 150 phần quà cho công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chia sẻ những khó khăn của hộ nghèo, công nhân, người lao động trong dịp Tết đến xuân về, mong bà con cùng đoàn kết góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Đồng chí cũng biểu dương những thành tựu đã đạt được của tỉnh Đồng Tháp và huyện Lai Vung nói riêng. Sáng nay, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đoàn lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã trao 400 phần quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng trao hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh Hải Dương. Sáng cùng ngày, tại phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đến thăm, chúc Tết tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Mạc Thị Ảm sinh năm 1926, gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Minh Nhượng sinh năm 1947. Tỉnh Hải Dương đã dành hơn 55 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, một số đơn vị nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh và trợ cấp khó khăn dịp Tết Quý Mão 2023. Hôm nay, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Trần Quang Phương ghi nhận biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn chăm lo Tết cho công nhân. Đồng chí lưu ý chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc, bảo đảm ai cũng có điều kiện đón Tết ấm áp, sum vầy. Trước đó, đồng chí Trần Quang Phương đã dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà Tết bà Nguyễn Thị Dậu, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 4, nguyên dân quân du kích bờ Bắc sông Bến Hải, Hiền Lương, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, thăm và tặng quà gia đình ông Lê Văn Hoan, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 7,
thăm tặng quà Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tối qua, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 27 tháng 1 năm 1973 tại khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong C-283, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta ở thế kỷ 20, đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân ta sau hơn 19 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ xâm lược. Đây cũng là dịp tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 35 thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa chi viện cho miền Nam tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, bị máy bay Mỹ ném bom thảm sát, hoạt động nhằm thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ đối với cha anh đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 65 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân gia đình trong vụ thảm sát. Tiếp theo chương trình, khởi tố vụ phát tán clip sai sự thật về nữ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM. Văn hóa là nguồn lực kiến tạo bản sắc du lịch Việt. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 7 đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Điều tra Hình sự quân khu 7 quyết định khởi tố vụ án hình sự tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh trường quân sự quân khu 7. Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng Điều tra Hình sự quân khu 7 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị kẹt giữa khe của hai nhà xây tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày hôm qua 13 tháng 1, người dân phát hiện một cháu bé bị rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường của hai nhà số 196 và 198 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều phương tiện cứu nạn cứu hộ và hơn 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương giải cứu và bảo đảm an toàn cho cháu bé. Sau gần 30 phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ, cháu bé đã được giải cứu thành công khỏi khe nhà. Liên quan đến việc đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam bị rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp lên mặt đất, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực thực hiện các giải pháp. Tuy nhiên, cần cẩu 80 tấn trước đó đã được điều động đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ đang bị trục trặc. Hiện quá trình nhổ cọc bê tông gặp một số khó khăn. Khó khăn nhất là địa chất công trình tầng lớp dưới, đất sét cứng nên việc đào đất không thuận lợi. Cọc bê tông đóng sâu xuống lòng đất 35m. Việc cắt cọc phải thực hiện trong điều kiện khó khăn chật hẹp. Do vậy phải thay đổi nhiều phương án trong việc nhổ cọc bê tông lên. Mặt khác, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Những ngày gần đây ở Đồng Tháp cũng như huyện Thanh Bình có mưa lớn gây bất lợi cho công tác cứu hộ. Đến nay đã 14 ngày triển khai công tác cứu hộ với nhiều thiết bị máy móc và hàng trăm người thay phiên tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đưa thi thể cháu bé lên khỏi mặt đất. Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu BVEC cho biết, ngày 13 tháng 1, 3 trạm thu phí trên quốc lộ 51 là T1 thành phố Biên Hòa, T2 huyện Long Thành và T3 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chính thức tạm dừng thu phí theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam.
nhân viên của BVEC đã tháo các thanh chắn ở trạm thu phí để bảo đảm các xe có thể di chuyển qua trạm thông suốt sau khi tạm dừng thu phí khu quản lý đường bộ 4 và các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu nhà đầu tư BOT quốc lộ 51 gắn nhiều biển báo để bảo đảm an toàn giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có hướng dẫn nhà đầu tư tính toán hoàn trả tiền cho các xe đã mua vé tháng và vé quý còn thời hạn sử dụng tại các trạm thu phí của dự án. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cấm mang máy ghi âm ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là nội dung liên quan tới trách nhiệm thí sinh trong dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được Bộ công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ bãi bỏ quy định đã áp dụng liên tục mấy năm qua là cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ. Nhiều giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng nên bãi bỏ quy định cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi vì thí sinh đi thi chỉ nên tập trung làm bài thi. Trong khi đó, vẫn có những ý kiến cho rằng việc cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi là thêm kênh giám sát kỳ thi từ bên trong. Dự thảo này được lấy ý kiến đến hết ngày 5 tháng 3 năm 2023. Những thay đổi nếu có sẽ được áp dụng ngay trong năm nay. Thưa quý vị, sau khi Truyền hình Nhân dân phát sóng chương trình Cần minh bạch trong chi trả bồi thường ở Minh Lãng trong chuyên mục Việc cần làm ngày 22 tháng 12 năm 2022. Mới đây, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã có công văn yêu cầu xem xét xử lý sự việc mà Truyền hình Nhân dân đã nêu. Ngay sau khi chương trình lên sóng ngày 6 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã có văn bản số 48 yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư kiểm tra làm rõ các nội dung phản ánh của Truyền hình Nhân dân. Trường hợp có vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Từ phản hồi của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho thấy phần nào những nỗ lực của phóng viên và ekip thực hiện chuyên mục Việc cần làm đối với những vấn đề nhạy cảm đang gây bức xúc trong nhân dân hiện nay. Hy vọng với sự cầu thị, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, sự việc khiếu kiện kéo dài ở xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình sẽ sớm được giải quyết, lấy lại niềm tin cho nhân dân vào các dự án, chương trình triển khai tại địa phương. Chuyển sang các thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phiên chợ Xuân đoàn kết Tết yêu thương nhằm hỗ trợ phụ nữ khó khăn, phụ nữ yếu thế có cơ hội được mua sản phẩm hàng hóa với giá không đồng. Phiên chợ đã huy động được gần 500 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá từ 300 đến 600 nghìn đồng, trao tặng miễn phí cho chị em hội viên phụ nữ khó khăn, phụ nữ yếu thế. Ngoài ra, hơn 50 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm hàng hóa có giá bằng hoặc thấp hơn giá hàng hóa cùng loại trên thị trường. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Quỹ vì người nghèo cùng một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn trao gần 200 xuất quà Tết cho hội viên Hội Phụ nữ Người mù tỉnh Khánh Hòa, hội viên Hội Phụ nữ thành phố Nha Trang có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là 265 triệu đồng. Chợ Hoa Xuân ở Thừa Thiên Huế vừa chính thức khai mạc. Năm nay, chợ Hoa Xuân được bố trí ở hai điểm dọc đường Lê Duẩn và sảnh trước của Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo người dân, giá hoa năm nay cao hơn các năm trước, tuy nhiên vẫn ở trong mức có thể chấp nhận được. Trong ngày hôm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã khai mạc lễ hội Hoàng Mai. Đây là sân chơi của những nhà vườn trăm mai thế. Có gần 100 gốc mai đủ thế, dáng được đưa về trưng bày tại công viên Thương Bạc. Nhưng do bất lợi về thời tiết nên vườn mai năm nay thiếu sắc vàng. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà vườn trồng địa lan tại phố núi Đà Lạt đã bắt đầu đưa hoa xuống phố bày bán, khiến không khí Tết trở nên sôi động tại các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt. Địa lan Đà Lạt được các nhà vườn thương lái đưa ra tập trung chủ yếu. Theo các nhà vườn, năm nay địa lan Đà Lạt nở đều, đẹp nhưng giá không tăng. Hiện thành phố Đà Lạt có hơn 50 ha trồng địa lan, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng trăm nghìn cành. Các nhà vườn đã chuẩn bị lượng lớn hoa các loại, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng dịp Tết. Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, giá nhiều loại trái cây tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng mạnh so với thời điểm trước đó. Giá tăng và việc tiêu thụ khá thuận lợi nên các nhà vườn ở miền Tây rất phấn khởi.
giá nhiều loại trái cây như là nhãn, bưởi, mít, sầu riêng, quýt đều có xu hướng tăng so với tháng trước. Đáng chú ý, giá sầu riêng đã tăng rất mạnh, có loại ở mức 95.000 đồng đến 110.000 đồng một kg, tăng ít nhất 15.000 đồng đến 25.000 đồng một kg. Theo tiểu thương kinh doanh trái cây, giá nhiều loại trái cây có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới, bởi hiện nay nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các thị trường châu Âu và Nhật Bản tăng lên. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa để cán bộ chiến sĩ và quân dân trên các điểm đảo đón Tết an toàn, tiết kiệm với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ. Dịp này, trong 4 ngày đêm, mặc dù thời tiết không thuận lợi, tàu 529 thuộc Hải đội 516 đã đưa đoàn vượt qua gần 400 hải lý đến thăm làm việc tại 5 đảo gồm Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Thổ Chu với tinh thần mang ra tình cảm, mang về niềm tin. Ở đất liền, mỗi gia đình, mỗi người đang hối hả hoàn thành công việc cuối năm để sẵn sàng đón một năm mới Quý Mão 2023 với bao hoài bão, bao đổi thay. Còn thời điểm này, ở phía Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng vẫn miệt mài với nhiệm vụ tuần tra canh gác vùng trời, vùng biển. Mùa xuân sớm ấm áp nghĩa tình đã được gửi tới các anh qua hải trình ấm tình quân dân trên tuyến đảo Tây Nam Tổ quốc. Trong dịp Tết đến thì chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như là tổ chức khai hoa dân chủ, tổ chức các trò chơi dân gian, nghe chủ tịch nước đọc thư chúc Tết, từ đơn vị chúc Tết. Thì qua đó thì để đảm bảo cho bộ đội thì an tâm công tác và xử lý tốt nhiệm vụ, yêu biển yêu đảo, gắn bó đại trạm hơn. Tết sớm nơi đảo xa có mai vàng, có bánh chưng, có những lời chúc nghĩa tình đến từ đất liền. Những món quà tuy không quá nặng về giá trị, nhưng chứa đựng tình cảm của những người hậu phương gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đảo xa, tiếp thêm ý chí, niềm tin để các anh kiên cường bảo vệ bình yên biển đảo Tổ quốc. Mang đến một cái nguồn khích lệ, để mang đến một cái sự động viên, đưa đảo về gần đất liền hơn, chung tay giúp sức của đồng bào cả nước nói chung và đồng bào của các tỉnh Tây Nam Bộ nói riêng, đến cán bộ chiến sĩ đứng chân trên địa bàn khu biển Tây Nam luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tại mỗi điểm đến trong hải trình, mùa xuân như đang đến thật gần, những cái bắt tay nồng ấm, những lời động viên chia sẻ ấm tình quân dân đã tiếp thêm sức mạnh để mỗi người lính nơi đảo xa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên cương, biển trời, Tổ quốc. Thưa quý vị, tiềm năng di sản văn hóa phong phú được xem là nguồn lực quan trọng phát triển du lịch, đặc biệt trong bối cảnh du lịch nội địa phát triển mạnh mẽ sau dịch nhưng du lịch quốc tế vẫn phục hồi chậm. Điều yêu cầu ngành du lịch nước nhà là phải tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng hấp dẫn du khách hơn trước. Sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các quốc gia khác và di sản văn hóa chính là nền tảng để có thể tạo nên thương hiệu du lịch Việt. Việt Nam hiện có 57 di sản danh hiệu UNESCO, đứng đầu các nước Đông Nam Á về số di sản được UNESCO ghi danh. Nhiều địa phương đã tận dụng lợi thế này để xây dựng những thương hiệu văn hóa trên quốc tế. Các lễ hội văn hóa, các di sản đã góp phần thu hút mạnh mẽ khách du lịch, giúp nhiều địa phương chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế dựa trên một trong những trụ cột là phát triển du lịch và khai thác giá trị di sản. Văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam là thế mạnh, là sự khác biệt, là lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Chỉ có văn hóa Việt Nam mới tạo nên sự khác biệt, tự sự riêng có và sức mạnh cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho văn hóa, phải tạo ra những cái công trình đặc sắc văn hóa Việt Nam có tầm cỡ, tạo điểm nhấn cho những cái điểm du lịch. Thủ đô Hà Nội, mảnh đất dày đặc những danh lam thắng cảnh, những di sản nổi tiếng cũng đã và đang đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, tạo dấu ấn riêng cho hình ảnh văn hóa du lịch của thủ đô. Du lịch di sản văn hóa luôn chiếm cái tỷ trọng lớn trong các cái sản phẩm du lịch của Hà Nội, và trong hàm lượng của các sản phẩm du lịch Hà Nội cũng yêu cầu phải đảm bảo các yếu tố khai thác tốt các cái giá trị truyền thống và tạo ra các cái bản sắc
các cái đặc trưng của thành phố Hà Nội. Ngoài việc tạo hình ảnh và bản sắc du lịch từ những giá trị văn hóa vật chất, những di sản vật thể hoặc di sản thiên nhiên, nước ta còn có tài nguyên di sản văn hóa phi vật thể đa dạng và đặc sắc, trong đó các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống sẽ là điểm thú vị, độc đáo, thu hút sự quan tâm, thích thú của du khách trong nước và quốc tế. Ngành du lịch cùng với ngành văn hóa trong một bộ là một cái thế mạnh để chúng ta phối hợp làm sao những cái sản phẩm của văn hóa, của nghệ thuật ở Việt Nam, cả truyền thống và đương đại đều phải được tiếp cận thị trường thông qua kênh là du lịch văn hóa. Tuy nhiên, việc phát huy tối đa các giá trị tài nguyên văn hóa trong du lịch được xem là nhiệm vụ dài hạn và không dễ dàng. Vì vậy, cần có sự chung tay của nhiều bên với các giải pháp đồng bộ, trong đó công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch Việt là một công tác quan trọng. Chủ động trong cái việc tổ chức các chương trình truyền thông xúc tiến quảng bá trực tiếp tại các sự kiện du lịch quốc tế lớn. Bên cạnh đó thì cũng cần phải có cái vai trò của các cái văn phòng, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong việc phối hợp cùng với ngành du lịch để truyền thông xúc tiến quảng bá cũng như là thu thập các cái dữ liệu về thị trường, tập trung xây dựng các cái sản phẩm du lịch mới và làm mới các cái sản phẩm du lịch mà chúng ta cũng đã có cái thương hiệu. Coi trọng văn hóa, bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả giá trị di sản để kiến tạo bản sắc du lịch Việt chính là một trong những việc làm nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đặt ra là mở rộng và nâng cao hiệu quả ngoại giao văn hóa, đóng góp thiết thực vào quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia và tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. Thưa quý vị, có thể nói, văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng trong việc định vị thương hiệu du lịch của quốc gia trên trường quốc tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch nước nhà. Các sản phẩm trải nghiệm du lịch trên nền tảng văn hóa dân tộc phải là đặc trưng của riêng Việt Nam, để du khách quốc tế nếu muốn trải nghiệm, họ sẽ tìm đến Việt Nam. Và đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.